Đối với nhiều người thì việc mà tối hôm qua Tổng thống Mỹ tiếp tục mà đưa ra cái thông điệp là sẽ áp thuế 10% cho 300 tỷ hàng hóa còn lại của Trung Quốc là một trong những cái thông tin khá là tiêu cực. Và cái việc tiêu cực đó nó đã ngay lập tức phản ánh vào thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch tối ngày hôm qua. Thì chỉ số chứng khoán của Mỹ Dow Jones đã giảm tới gần 300 điểm. Và sáng ngày hôm nay, ngày mùng 2 tháng 8 năm 2019, thì tiếp đà của cái việc giảm điểm trên thị trường chứng khoán châu Á thì chỉ số Nikkei 225 của Nhật thì cũng giảm tới 470 điểm, tương đương với 2.19%. Thưa quý vị và các bạn, thì làm thế nào để chúng ta có thể dự báo được cái tình hình kinh tế thế giới trong thời gian sắp tới? Làm thế nào để chúng ta có thể tự tin, để có thể mua bán, để có thể giao dịch, để có thể kinh doanh trên thị trường chứng khoán nói riêng và thị trường khác, bao gồm bất động sản và kinh doanh trong các lĩnh vực sản xuất, đời sống. Hơn hết thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong các cái chuỗi thị trường gồm là thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản và các hoạt động kinh doanh khác trên nhiều thị trường khác, thì điểm bị tác động đầu tiên, nơi bị ảnh hưởng với những quyết định chính trị trên toàn cầu cũng như những quyết định về chính sách trong những cái thời gian sắp tới là kênh chứng khoán. Đó cũng không phải là lý do mà không phải là vô lý mà chúng tôi đã từng có những video trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn về cái việc đó là nếu chứng khoán mà tạo đỉnh thì 6 tháng sau thị trường bất động sản sẽ gặp vấn đề. Nếu như chứng khoán tạo đáy thì 6 tháng sau thị trường bất động sản cũng sẽ theo đó mà dịch chuyển đi lên. Thì nhiều người sẽ bảo rằng là sao kỳ vậy, sao lạ vậy. Thưa với anh chị và các bạn, đó là do dòng tiền thì nơi nào dễ đến, nơi nào dễ phân bổ, dòng tiền sẽ đến trước. Nơi nào rút rút dòng tiền thì nơi nào rút dễ, nơi nào dễ bán, dễ mua thì nơi đó cũng sẽ rút đồng tiền trước. Nên nếu tạo đỉnh thì chứng khoán tạo đỉnh trước, nếu tạo đáy thì chứng khoán tạo đáy trước. Và trong thời gian vừa qua, kể từ mùng 1 tháng 7 tới nay thì chúng ta đang thấy được một cái sự tích cực ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Và để nối tiếp với cái chương trình là đánh giá tình hình kinh tế thế giới, khủng hoảng kinh tế thế giới có còn tiếp tục tiếp diễn hay nó sẽ diễn biến như thế nào trong thời gian sắp tới. Theo lý mà nói thì gói hàng hóa 200 tỷ cuối cùng mà người Mỹ có thể áp lên người Trung Quốc là gói cuối cùng trong cái cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Chỉ còn một nấc cuối cùng nữa thôi, đó là nấc nâng mức thuế từ 10% lên 25%. Và cũng theo nguyên lý thì cuộc chiến này đang đi tới những hồi kết cuối cùng mạnh nhất và cũng là đòn quyết định, đó chính là việc nâng thuế từ 10 tới 25% trong năm nay hoặc là sang năm thì còn được bỏ ngỏ. Nhưng chúng ta không khó để nhận ra rằng 3 phần 4 chặng đường áp thuế đã đi qua. Mùng 1 tháng 9 này thì 10% thuế cho 200 tỷ hàng hóa cuối cùng sẽ được áp. Vậy chúng ta có nhìn ra điều gì không ạ? Chúng ta có thấy được điều gì không ạ? Có lẽ cuộc chiến sẽ kết thúc sớm hơn chúng ta dự định. Có lẽ Tổng thống Mỹ Donald Trump nếu đắc cử thì những cái vấn đề khác nó có thể phát sinh. Tuy vậy thì cái câu chuyện của chiến tranh thương mại nó sẽ khép lại ở đây, sẽ dừng lại ở đây. Điều đó làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam đầy hơn, nhiều hơn những cái sự tích cực. Sự tích cực đầu tiên chúng ta nhìn thấy đó là từ mùng 1 tháng 7 chúng ta đã thấy một xu hướng tăng điểm của thị trường dịch chuyển từ vùng 940 và đang có dấu hiệu tiệm cận 1.000. Điều đó cũng tạo nên những cái tiền lệ, tạo nên những cái dấu chấm, dấu hỏi để chúng ta có thể xem xét và đánh giá, định lượng về kênh đầu tư chứng khoán cũng như từ đó đưa ra được cái góc nhìn của mình về kinh tế vĩ mô trên toàn cầu và đưa ra được những cái nhận xét, những cái nhận định, những cái ý kiến của mình về thị trường bất động sản. Và tôi xin được giới thiệu với quý anh chị và các bạn một vài điểm như sau.
Thế giới thì chúng ta chỉ bàn như vậy thôi. Về Việt Nam thì trong thời gian vừa qua chúng ta có những cái điểm khá là tích cực như sau. Thì trước khi nói về Việt Nam, chúng ta nói thêm một điểm khá là tích cực trên toàn cầu, đó là các ngân hàng trung ương của các nước đang cắt giảm lãi suất và tiền đang được bơm ra. Các ngân hàng trung ương của phần lớn các nước trên thế giới đang mua và đang nâng cái tỷ lệ sở hữu tài sản, đặc biệt là chứng khoán, lên một cái tỷ lệ khá là cao. Và đây cũng là những cái tín hiệu rất là tốt, đáng mừng cho cái câu chuyện nới lỏng tiền tệ trong thời gian sắp tới. Ở Việt Nam thì sao? Vào ngày hôm qua thì một tín hiệu rất chia là cần quan tâm, đó chính là bốn ngân hàng lớn nhất, ngân hàng quốc doanh của Việt Nam đã bật đèn xanh trong cái câu chuyện hạ lãi suất 0,5%. Nó sẽ tạo ra được cái tiền lệ, nó tạo ra được cái cú hích cho thị trường, cho kinh tế. Điểm tích cực thứ hai đó là chúng ta đang xem xét để giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho nền kinh tế từ mức 20% xuống mức 15-17%. Điểm tích cực thứ ba, ngoại hối của chúng ta đang ở một cái tỷ lệ dự trữ cao nhất từ trước tới nay. Và điểm tích cực thứ tư mà chúng ta đang thấy đó chính là vào thời điểm cuối năm này những cái dấu hiệu cho cái câu chuyện là thanh khoản của ngành ngân hàng có những cái việc mà căng thẳng hay không, thì chúng tôi có thể tạm kết luận với anh chị và các bạn là sẽ không có câu chuyện gọi là căng thẳng về mặt thanh khoản. Lý do là mở màn cho cái câu chuyện huy động vốn quốc tế, đặc biệt là ngân hàng BIDV vừa rồi đã bán vốn cho một tổ chức của nước ngoài và thu về hơn 1 tỷ đô la Mỹ, thì tương đương với khoảng tầm 23.000 tỷ sẽ được bổ sung vào vốn lưu động của BIDV. Ngoài ra thì rất nhiều video chúng tôi đã trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn về việc một số ngân hàng đã phát hành được một lượng khá là lớn trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu ngân hàng cho các tổ chức trong nước cũng như các tổ chức nước ngoài. Do đó thì cái dòng vốn của các ngân hàng sẽ giảm bớt những cái căng thẳng. Từ đó chúng ta sẽ nhìn được một cái bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế Việt Nam đang có rất nhiều những cái tích cực trong thời gian sắp tới. Những cái tích cực này có thể chỉ là những cái manh nha, những cái phát súng đầu tiên, những cái tiếng nổ đầu tiên, những cái phát súng lệnh để báo hiệu cho cái sự hỗ trợ kinh tế trong cái điều kiện mà nền kinh tế khu vực cũng như là kinh tế thế giới đang gặp rất nhiều những bất ổn trước cái tác động của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, trước cái tác động của thay đổi cục diện thế giới và trước những cái tác động mà chúng ta có thể khó có thể định lượng chính xác. Những cái dự báo, những cái đánh giá của chúng tôi thì đóng vai trò là những cái thông tin để anh chị và các bạn tham khảo và để đưa ra những cái nhận định, bổ sung thêm những cái kinh nghiệm, bổ sung thêm những cái thông tin để anh chị và các bạn có thể đưa ra được cái quyết định đúng nhất trong thời gian sắp tới. Xét về mặt thị trường tài chính thì chúng ta đang nhìn thấy những cái dấu hiệu của câu chuyện khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tạo đáy vào mùng 1 tháng 7 năm 2019. Và trong cái giai đoạn từ cái nơi mà nó có thể tạo đáy đây, ở mùa tháng 7 đây, thì nó sẽ dịch chuyển khá là khó lường, bởi vì trong giai đoạn đầu của việc tạo đáy thì cái tâm lý của các nhà đầu tư thì hoàn toàn có thể sẽ khá là, tức là đan xen giữa cái sự bi quan, sự nghi ngờ và những cái thông tin ở phía trước thì nó còn đầy rẫy những cái tin xấu, nó làm cho tâm lý của chúng ta bị hoang mang và thị trường chứng khoán sẽ dịch chuyển theo cái kiểu là hai lên một xuống, đôi khi là hai lên hai xuống. Tuy vậy thì cái hướng chính của thị trường, cái điểm số của VN Index thì nó sẽ dịch chuyển dần dần. Và để làm rõ câu chuyện này thì chúng ta hãy dùng một số cái cổ phiếu có cái tính độc lập với thị trường cao hơn so với VN Index. Bởi vì VN Index bị ảnh hưởng của những cổ phiếu trọng số cao thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cổ phiếu blue chip, tức là những cổ phiếu gọi là có nhiều thời gian giao dịch trên thị trường, thanh khoản cao và có những cái đặc điểm là đầu ngành, là chủ lực của nền kinh tế, để chúng ta dùng biểu đồ phân tích của các cổ phiếu này đánh giá xem là nó đã chuẩn bị tạo đáy chưa, nó đã bước vào một cái chu kỳ tăng giá chưa, thì chúng ta có thể dùng tới những cổ phiếu ví dụ như là Hòa Phát, ví dụ như là Vinamilk, ví dụ như là FPT, ví dụ như là Z. Đó là những cái cổ phiếu gọi là blue chip kiểu cũ, và những cổ phiếu này có tính độc lập với thị trường rất cao.
Từ đó thì chúng ta sẽ đưa ra được cái góc nhìn sớm nhất, bởi vì dự báo trên thị trường chứng khoán tạo đáy hay chưa tạo đáy là góc nhìn sớm nhất để biết được nền kinh tế của chúng ta trong thời gian sắp tới sẽ dịch chuyển, sẽ để biết được cái nền kinh tế của Việt Nam trong thời gian sắp tới sẽ dịch chuyển theo hướng nào, có tích cực hơn không, có gọi là tươi sáng hơn so với lại 2 năm vừa qua hay không, thì chúng ta hoàn toàn có thể vừa đánh giá, vừa xem xét, vừa quan sát và vừa chờ đợi xem là những cái thứ chúng ta đánh giá nó hiển thị lên thị trường đúng không, phù hợp không. Và chúng ta thấy những thứ chúng ta đánh giá, thấy những thứ chúng ta cân nhắc, theo dõi, quan sát mà nó phù hợp thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra những cái kết luận trên thị trường bất động sản, trên những kênh thị trường đầu tư khác là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm để tăng cường đầu tư trong cái lĩnh vực bất động sản, trong các cái lĩnh vực khởi nghiệp hay trong những cái lĩnh vực gọi là tăng cường các cái dây chuyền sản xuất cho các nhà máy, tăng cường cái việc thuê mướn nhân công để tiếp tục mở rộng thị trường, tiếp tục kinh doanh trong thời gian sắp tới. Đó là những cái thứ mà không phải ai cũng có thể đánh giá, không phải ai cũng có thể dễ dàng nhận ra, và cũng không phải ông chủ doanh nghiệp nào cũng có đủ những cái thời gian cũng như là những cái kinh nghiệm để đánh giá cái nền kinh tế. Hay là chúng ta đang bị mơ hồ trong cái câu chuyện là không biết là thị trường kinh tế và những cái tác động của tình hình kinh tế thế giới sẽ tác động đến doanh nghiệp, sẽ dịch chuyển theo hướng nào. Thì những cái số liệu, những cái thông tin, những cái chia sẻ mà chúng tôi dành tâm huyết để trao đổi và chia sẻ với anh chị em và các bạn thì mong rằng nó đem lại những cái hữu ích nhất định, nó đem lại những cái nguồn thông tin bổ ích để giúp quý anh chị và các bạn có thêm cái nguồn thông tin để đưa ra quyết định phù hợp, để đưa ra những cái chiến lược kinh doanh, để đưa ra những cái chiến lược hoạch định cho doanh nghiệp mình, cho cái câu chuyện đầu tư cá nhân của mỗi cá nhân trong việc là có nên xem xét giải ngân vào thị trường bất động sản hay không, có nên đầu tư vào thị trường chứng khoán hay không, có nên mua thêm tồn kho hay không, có thêm xây dựng thêm nhà máy phân xưởng mở rộng thị trường hay không, có thêm tuyển thêm nhân công hay không, và có nên làm trước những thứ mà các doanh nghiệp khác chưa dám làm hay không. Thì đó là điều mà chúng tôi mong anh chị và các bạn hãy cùng với chúng tôi, đừng lấy cái thông tin của chúng tôi đưa ra để làm quyết định cho anh chị và các bạn, mà hãy tham khảo những thông tin chúng tôi đưa ra để cùng đánh giá, cùng nhận định, cùng đưa ra những cái chia sẻ hoặc là những cái phản hồi về mail câu lạc bộ tự doanh chứng khoán a@gmail.com, hoặc là để lại cái bình luận dưới video này. Anh chị và các bạn là sẽ cùng chúng tôi phân tích và nhận định, đưa ra cái góc nhìn đúng nhất cho cái dịch chuyển của nền kinh tế trong thời gian sắp tới. Một cái thông tin cuối cùng chúng tôi muốn đưa ra với anh chị và các bạn, đó là những cái thứ chúng tôi đang đưa ra đây là những cái thông tin sớm, rất sớm, đôi khi nó sớm tới 3 tháng, 6 tháng, thậm chí là sớm tới 2 quý. Do đó nên anh chị và các bạn cũng cân nhắc từ từ nghiên cứu thêm, bổ sung thêm tài liệu, bổ sung thêm các kiến thức, và hãy đừng quên chia sẻ những kiến thức đó với cộng đồng. Và cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian để nghe những chia sẻ của Thắng ơi. Đừng quên đăng ký kênh Thắng ơi ở phía dưới, nhấn vào nút đăng ký và ấn vào chuông để nhận được những video chia sẻ vào thứ 6 tuần tới, là vào lúc 19:30 thứ 6 tuần tới, để được chúng tôi cập nhật thêm những tình hình mới, những cái xu hướng mà chúng ta đã xác nhận trên thị trường đã đem lại những kết quả, và chúng ta có thể chắc chắn hơn trong cái câu chuyện dự báo xu hướng trong thời gian sắp tới. Thân chào, hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong một video hay hơn, hiệu quả hơn và thật là tuyệt vời hơn trong thời gian sắp tới.